Hello mọi người, anh em mình lại gặp nhau. Thì trong cái video ngày hôm nay thì hôm nay sẽ là một cái số đầu tiên về một cái chuyên mục Yu-Gi-Oh character, hay là gọi là Yu-Gi-Oh theo chủ đề nhân vật. Thì trong cái video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng ngồi lại và điểm qua một cái những cái dòng Yu-Gi-Oh, điểm qua cái con Yu-Gi-Oh đi. Đó, có mang cái chủ đề về một cái nhân vật bất kỳ. Thì cái nhân vật mà hôm nay anh em mình sẽ cùng đi đến đó là nhân vật Mickey đến từ Disney Channel nha. Rồi, chúng ta sẽ đến từ từ nha. Và như bạn thấy thì như ở đây đó là cái này của Duncan hay sao các bạn? Nó để Duncan Official Mickey Mouse Club Yu-Gi-Oh Return Top. Đấy. Thì bạn thấy thì đây cũng là Yu-Gi-Oh về chủ đề Mickey nha mấy bạn. Nhưng mà kiểu nhìn cái thoạt nhìn đầu tiên á, mình nhìn vô thì mình thấy được cái sợi string nè, dây nè. Nhưng mà sao nhìn nó cứ giống như cái đĩa, bạn nhìn giống như cái đĩa phim á, cái đĩa phim mà hồi xưa mình hay để cái băng đĩa bạn. Nhưng mà cái này như là nó cột ngay cái đầu cái mé rim của con Yu-Gi-Oh. À không, ở trong nó vẫn có cái bearing mấy bạn. À nhìn kỹ thì bên trong nó vẫn có cái phần bearing. Mình nghĩ là chắc nó thì những dòng Duncan thì thường những cái con Yu-Gi-Oh mà kiểu đời cũ á thì nó khá là hẹp. Nhưng mà cái con này mình chưa có thấy như thế nào. Nhưng mà nó về chủ đề Mickey nha các bạn. Chung nhìn khá là, nhìn cũng đẹp đó, lạ. Nhìn vô thì các bạn thấy nó sẽ có 4 con Yu-Gi-Oh nè. Đấy, đầu tiên là có bịch Donald. Đấy, rồi có một cái con cái con mà nhìn giống như cái bánh xe các bạn, màu cam. Ê, cái con này là gần chỗ nhà mình có bán một cái con giống vậy, nhưng mà màu xanh lá cây nha các bạn. Mà nhìn nó khá là giống nha, nhưng mà cái này mình nghĩ là nó theo chủ đề riêng của Mickey thôi. Đấy, thì trong đây nó sẽ có 4 con. Thì cái dòng Yu-Gi-Oh ở trong này á, mình nghĩ nó sẽ là dòng Yu-Gi-Oh nhựa là chắc chắn rồi. Nhưng mà nó sẽ là kiểu dòng Yu-Gi-Oh có đèn. Mình có một cái con Yu-Gi-Oh mà thì cũng theo cái dòng Yu-Gi-Oh kiểu vậy, là có một cái clip là Yu-Gi-Oh Ninjago á. Nếu mà các bạn muốn tham khảo thì các bạn có thể xem ở đây nha. Thì nó là kiểu một dòng Yu-Gi-Oh nhựa rất là nhẹ. Khi mà ném thì có thể nó sẽ có loại có đèn hoặc là không có đèn. Đấy, thì những cái dòng Yu-Gi-Oh này thì nó chỉ đơn giản là ví dụ cái mặt của con Yu-Gi-Oh là nó không có in lên, mà là nó sẽ dán một cái lớp hình trên đấy. Nên là nhìn nó kiểu nó khá là bắt mắt. Thì với những bạn mới những cái bạn mà mấy bạn bé nhỏ nhỏ chơi khá là thích. Nhưng mà với những người như mình thì mình cũng thích những cái con Yu-Gi-Oh vậy, nhưng mà với cái giá trị sưu tầm thôi. Giá trị sưu tầm thì mình rất thích những sưu tầm những cái nhân vật những cái Yu-Gi-Oh mà theo những cái chủ đề như vậy. Đây. Thì đó, đây là một cái set 4 con Yu-Gi-Oh theo chủ đề Mickey luôn. Đấy. Mình không biết ở Việt Nam mình có không, nhưng mà nếu mà có được thì mình săn thử một cái về review cho tất cả các bạn nha. Rồi thì tiếp theo vẫn là đến từ Mickey Mouse Clubhouse. Đấy. Một con Yu-Gi-Oh mang chủ đề hẳn về Mickey. Ê, cái con Yu-Gi-Oh này là nó có một màu nâu với bạn. Một cái màu chủ đạo của Mickey luôn. Kiểu nhìn vô một cái là thấy kiểu chủ đạo hẳn thôi. Đấy. Thì đây chắc hẳn là một con Yu-Gi-Oh 2A. Nhưng mà mình có một cái con Yu-Gi-Oh hồi đợt mình tìm được ở Fahasa các bạn, nhà sách Fahasa. Nó tự tự như vậy nha, nhưng mà cái chủ đề của nó là chủ đề về khủng long. Về khủng long, đây để mình cho các bạn coi, bạn đỡ mình tí nha. Đây, cái chủ đề khủng long nó sẽ kiểu như vậy nè. Các bạn thấy không? Đó, tức là cái con vô đi. Nhưng mà đặc biệt những cái con này nó có đèn nha các bạn. Ném nó có đèn nha, nhưng mà rất là nhẹ. Mà con này mình cũng không chơi. Sưu tầm thôi. Đấy, thì nó hay chủ đề. Thì cái này hồi đợt mình săn là có về chủ đề khủng long nè, chủ đề đá banh. Nhiều lắm, nó, mấy cái dòng vô kiểu vậy nó có rất nhiều chủ đề luôn. Nên đối với mình thì rất là thích. Đấy, thì nó tự tự như là cái dòng Yu-Gi-Oh Mickey giống kiểu này nè các bạn. Nó là nó theo một cái chủ đề nhất định. Đấy. Đây thì các bạn thấy đó đã là Disney Little Print, tức là kiểu đây thì khi các bạn nhìn vô thì chắc hẳn nó là dòng Yu-Gi-Oh gỗ rồi. Và có một cái tin đó là hiện tại trong bộ sưu tập của mình chưa có con Yu-Gi-Oh gỗ nào hết. Tìm rồi, mình cũng chưa có dịp để đi săn lùng những cái con Yu-Gi-Oh gỗ đó. Và chứ như con Yu-Gi-Oh gỗ thì mình cũng chưa có cầm hay là trải nghiệm đó bao giờ. Mà mình thấy những dòng Yu-Gi-Oh gỗ thì nó cũng có những cái dòng Yu-Gi-Oh mà có những cái chủ đề riêng theo cái dòng Yu-Gi-Oh đấy, cũng khá là đặc sắc nha các bạn, chứ không hẳn là đơn giản là dòng Yu-Gi-Oh gỗ mình chơi bình thường thôi đâu. Thì đây các bạn thấy nó rất là đẹp. Đó, dòng Yu-Gi-Oh gỗ về
Mickey thì có Mickey này. Đấy, gái Mickey này. Đấy. Giờ nó nói đi, mà mình không biết cái này là kiểu nó in lên, mình nghĩ chắc là cũng kiểu in giống như kiểu mấy cái dòng nhựa kiểu này nè. Đấy. Khá là đẹp các bạn, mình mấy con này sưu tầm thì khỏi chơi, các bạn sẽ có được một cái đặc quyền riêng về những con Yu-Gi-Oh Disney luôn. Đấy, ở đây cũng có một con nữa là con cái này cũng gỗ nhỉ? Cái này có phải gỗ không? Ủa mình nhìn đẹp đó, nó chỉ kiểu nhìn nó sơ qua nhìn nó kiểu rất là classic luôn, kiểu nhìn cổ điển á. Thì nó chỉ đơn giản là một cái hình sticker, một cái hình Mickey thôi trên đấy thôi, và cái tông trắng của nó là tông trắng chủ đạo thì đẹp các bạn. Rồi ở đây mình có một cái con cũng kiểu chủ đề Mickey luôn, nhưng mà ủa tại sao cái nút thắt của nó lại là cái nút vòng vậy? À, cái này mình nhìn vô cái con vô cái này mình liên tưởng đến Yocondo nha mấy bạn. Yocondo nha. Mình nghĩ là một là đeo vô xong rồi thả nó sẽ ra dây giống như Yu-Gi-Oh anh em mình chơi bình thường luôn. Hai là thả ra cái dây đó sẽ được thắt lại. Nghĩ vậy á, tại vì hồi xưa chơi hồi đó mình chơi những cái trò mà kiểu có buộc cái vòng này là đa số là kiểu nó kiểu rút nút thắt không à. Rút ra rút vô á. Còn cái này thì khá là lạ nha. Rồi cũng rất là đẹp theo chủ đề Mickey luôn, khá là đẹp. Thì tất nhiên nó cũng sẽ theo về chủ đề Yu-Gi-Oh rồi, cái đó đều chắc chắn. Rồi thì đây là một cái mình nhìn cái này mình không biết là cái hình Mickey là nó nằm ở trong hay là nó nằm ở ngoài, hay là cái hình nó chỉ dán ở ngoài cái bịch thôi. Nếu mà cái hình dán ở trong á, nếu mà cái con này nha, nếu mà cái hình dán ở ngoài thì không sao, nhưng mà dán ở trong thì mình thấy nó khá là kiểu bị ố dè. Các bạn thấy nhìn kiểu nó giống như cái Captain nhá, giống như cái khiên Captain á. Thì cái con này mình nghĩ là khi mà nó xoay á, nhìn cái hiệu ứng nó đi vô nó kiểu nó hình xoắn ốc á, khá là đẹp. Đó đó, thì đây cũng là chủ đề Mickey luôn. Cái con này nhìn khá là lạ nha các bạn, nhìn nó giống như cái bông vũ á. Đó. Kiểu vậy á. Thì con này thì nó chỉ là dòng một trong những dòng video thị trường mang tính sưu tầm. Thì với mình thì mình rất là thích những cái con video mà kiểu nó một tông như vậy nha. Ngay cả bây giờ mình chơi những dòng video chuyên nghiệp bây giờ luôn thì mình rất thích những dòng video mà một tông, ví dụ xanh là xanh hết, đỏ đỏ hết. Mình hiện tại thì trong bộ sưu tập của mình cũng có một số con có màu flat, tức là kiểu nó phối màu á, có nhưng mà không nhiều. Mình thì lại thích kiểu một tông hơn, dù đỏ đỏ hết, vàng hết đó, kiểu vậy là 1-1-2-2 à. Đấy, vậy đấy. Rồi thì đó là những cái đó là cái dòng video theo chủ đề Mickey. Thì đây hiện tại đang là số đầu tiên thôi. Nếu như các bạn thích thì mình sẽ mở rộng thêm và làm thêm nhiều chủ đề về Yu-Gi-Oh. Không, nhiều những cái chủ đề nhân vật khác nhau liên quan đến Yu-Gi-Oh nữa. Thì nó sẽ có nhiều những cái nhân vật khác nữa, ngoài Mickey ra sẽ có nhiều nhân vật nữa. Thế nếu mà được thì nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ mở rộng thêm cái series này và làm thêm những cái chủ đề khác nữa để phục vụ cho tất cả các bạn nha. Rồi thì video đến đây thôi, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video Yu-Gi-Oh tiếp theo. See ya!